Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cùng với các bạn cách làm món bánh đúc mặn khoai môn ăn kèm với cái rau xá xị rất là đặc biệt. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái món bánh này nha các bạn. Thì đây là cái rau xá xị đó các bạn, nó rất là thơm và nếu mình ăn kèm với cái món bánh đúc này thì rất là ngon. Mình sẽ cắt cái rau này. Rau này nó có cái mùi thơm của xá xị rất là đặc biệt. Thì nguyên liệu gồm 250g bột gạo, 50g bột năng là khoảng 3 muỗng ăn canh, 250g khoai môn đã được hấp chín lột vỏ, 3 muỗng ăn canh đường cắt rắn, nửa muỗng cà phê muối, 500ml nước cốt dừa được vắt ra từ 200g dừa khô. Khoai này mình sẽ cắt nhỏ và mình cho vào đây một ít nước cốt dừa để mình xay cho cái phần khoai này nó mịn. Mình cho bột gạo, bột năng, đường, nửa muỗng muối và toàn bộ cái nước cốt dừa còn lại vào chung. Mình trộn cho bột nó đều với cái phần nước cốt dừa. Mình cho hết cái nước cốt dừa này vào luôn. Sau khi mà mình đã khuấy cái phần bột này nó đều rồi thì mình sẽ cho cái phần khoai cao mà mình đã xay khi nãy vào. Thì mình đã cho toàn bộ cái khoai môn này vào trong bột rồi. Để cái bột này nó thật mịn thì mình sẽ lượt bột qua rây. Bây giờ thì cái phần bột này nó rất là mịn rồi. Mình sẽ cho bột nghỉ khoảng 30 phút nha các bạn. Thì để làm nhân bánh á, thì mình chuẩn bị là một cái củ sắn, một cái củ cải đỏ, một ít cái gia vị, hành lá và 100g thịt nạc đã được xay nhuyễn, 50g tôm khô, một ít cái nấm đông cô đã được ngâm mềm. Món bánh đúc này được ăn kèm với rau thì mình cũng chuẩn bị ở đây là một số cái rau thơm. Đặc biệt là mình sử dụng cái rau xá xị này, nó có cái mùi rất là thơm, ngon đó các bạn. Một ít giá, ngò, một ít cái nước mắm. Mình cho vào cái phần thịt này khoảng một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối, một ít tiêu, một ít bột ngọt, một ít tỏi và củ hành tím băm nhuyễn và mình trộn cho cái phần thịt này nó đều. Bây giờ thì mình sẽ đi xào cái phần nhân bánh. Mình đợi cho chảo thật nóng thì cho vào chảo một ít dầu ăn. Mình cho hành tỏi băm nhuyễn vào. Đợi cho nó vàng. Khi cái hành tỏi này nó đã vàng thì mình cho cái thịt vào mình xào trước. Tiếp theo
theo mình sẽ cho củ sắn và nấm đông cô vào xào trước. Mình cho cái tôm khô vào xào chung luôn. Mình cho vào một ít đường, một ít muối. Mình cho vào đây một muỗng ăn canh nước mắm ngon. Và sau đó thì mình cho củ cải đỏ này vào. Sau cùng là mình cho một ít bột ngọt và tiêu vào. Cho hành lá vào luôn. Và mình sẽ tắt bếp. Thì nước nó cũng sôi và mình cũng cho lá dứa vào để cái nước nó thơm. Mình để cho cái sửng vào luôn. Và mình hấp cho cái sửng này nó thật nóng thì mình sẽ cho bột vào. Bây giờ thì cái khuôn này nó cũng đã rất là nóng rồi, thì mình sẽ thoa vào khuôn một ít dầu. Mình cho bột vào khoảng phân nửa cái khuôn mình muốn hấp. Mình sẽ hấp cho đến khi nào cái mặt bánh nó xe lại thì mình sẽ cho thêm một lớp nữa. Khi cái mặt bánh nó xe lại như thế này thì mình sẽ đổ tiếp cái lớp bột thứ hai. Từ lúc mình cho cái lớp bột thứ hai vào nó đã được 20 phút thì mình kiểm tra bằng cách mình dùng đũa mình xơm vài chỗ trên cái ổ bánh và mình thấy không hề có cái bột trắng nổi lên, như vậy là bánh nó đã chín. Đây cái ổ bánh của mình đây, nó rất là ngon. Cái bánh nó đục của cái màu đục nước dừa và cái khoai cao đó các bạn. Mình sẽ đợi cho cái bánh này nó thật nguội thì cắt ra đĩa nha các bạn. Mình cho cái nhân bánh này lên. Mình cho một muỗng ăn canh đường cắt trắng, một ít cái nước sôi vào trong cái đường này. Mình khuấy cho cái phần đường này nó tan. Mình sử dụng cái chanh giấy cho nó thơm và mình lấy luôn cả cái muối của chanh. Mình tách cái muối của chanh ra. Mình dặm cho. Đường nó tan rồi thì mình sẽ cho vào đây khoảng 2 muỗng ăn canh nước mắm. Mình khuấy cho cái đường này nó đều ra. Sau đó mình sẽ cho ớt và tỏi băm vào. Và mình sẽ cho cái chanh, thì chanh này là mình sử dụng cái chanh giấy đó các bạn, để nó thơm và cái miếng chanh nó nổi lên trên cái chén nước mắm rất là ngon. Và mình làm cái nước mắm này nó có chanh cho nên mình cũng không có để cái bột ngọt vào. Cuối cùng là mình nêm lại cho nó vừa với khẩu vị của mình là được. Đây sản phẩm của mình nè các bạn. Như vậy là mình vừa chia sẻ cùng với các bạn cách làm món bánh đúc mặn khoai môn với nước cốt dừa ăn kèm với nước mắm chua ngọt và các cái rau thơm. Đặc biệt là rau xá xị rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.